Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh của Laptop Phần Đạt, và rất vui được gặp tất cả các bạn ở kỳ mới này các bạn. Và hôm nay là các bạn nhân tiện là mình gửi test một con máy này 7480, màn hình là 2K cảm ứng nha các bạn. Con này cấu hình là i5 7300, RAM 8 SSD là 256GB nha. Thì ở đây mình sẽ quay cận cảnh lại đó tất cả mọi thứ, và cũng như là test những cái chức năng của con máy này như các cổng USB này các bạn. Sau đó là mình gửi đến khách, và nhân đây mình cũng gửi đến để các bạn xem là mình test một con máy giống như là khách đang đứng ở đây luôn nha các bạn. Thì đây, anh khách tên là Phong, Phong nha các bạn. Đó, thì anh này là ở An Giang nha, ở An Giang, và anh nó chuyển cọc cho mình nè các bạn. Đây, anh nó chuyển cọc cho mình nè, tên của mình nè, tên đây, đó, số tài khoản nè, Techcombank nè, số tiền chuyển cọc nè. Anh Phong chuyển tiền Dell 7480 nè các bạn thấy rõ ha. Rồi, và đây là mình đã tạo một cái đơn hàng để có thể là gửi đến anh đây. Mời các bạn cùng xem. Đó, đây là đơn hàng mà mình tạo ra để mình gửi đến anh ha. Dell Latitude 7480 i5 2K cảm ứng nè các bạn. Anh Phong nè, số điện thoại nè. Đó, địa chỉ đây. Thì anh ở An Giang nha các bạn. Rồi, chúng ta cùng tiến hành đến xem cái con máy 7480 này liền nha các bạn. Rồi, ở đây chúng ta hãy cùng xem về ngoại hình trước nha các bạn. Về ngoại hình ở đây các bạn. Đó, thì đây là vân carbon để gia cố thêm cái màn hình 2K cảm ứng nha. 2K cảm ứng nó xuất hiện trên cái phiên bản là 2K cảm ứng này, vân carbon. Rồi, các cổng kết nối của máy đây nè các bạn. Thì đây là cổng USB, hai cổng USB 3.0 nè. Đó, cổng HDMI xuất ra màn hình độ phân giải 4K ha. Cổng USB Type-C. Đó, cổng này là có rất là nhiều chức năng nha các bạn. Truy xuất dữ liệu nè, có thể là truyền tải dữ liệu nè. Có thể là xuất ra màn hình được luôn nè, hoặc là sạc được cho thiết bị khác luôn nha các bạn. Đó, nằm đây. Và đây là nơi cắm sạc của Dell nha các bạn, Dell đầu to. Thì đây là cái dây cái đầu cắm sạc của nó nè các bạn. Đây, đầu cắm sạc ha. Và đây mình cũng quay luôn để cho anh Phong mình thấy được luôn nha các bạn. Khi đến là anh Phong sẽ kiểm tra đúng máy, đúng tên, đúng cấu hình và đúng tất cả những gì mà mình đã nhắn tin với anh nha. Rồi, về cạnh gáy của máy đây các bạn. Thì con này là sẽ không có cổng kết nối phía đằng sau này nha, tại do là thiết kế của nó cũng khá là mỏng ha. Rồi, ở đây, bên đây nơi chống cầm lộn của máy nè các bạn. Cổng mạng LAN tốc độ là gigabit nha, tốc độ gigabit nha, rất là nhanh. Chúng ta cắm dây vô và lên mạng rất là nhanh ha. Rồi, ở đây là cổng USB 3.0 nè các bạn. Đây, đó, vậy là con này có tới 3 cổng USB 3.0 và 1 cổng USB Type-C nha. Tổng cộng cắm được tối đa là 4 cái USB luôn nha các bạn. Rất là tiện lợi ha. Đây là thẻ micro SD các bạn, cái thẻ nhớ nhỏ các bạn. Cắm vô truy xuất dữ liệu trực tiếp luôn nha. Rắc 3.5, tai nghe tích hợp với micro nằm ở vị trí này. Rồi, phía đằng sau đây các bạn. Dell Latitude 7480 nè. Đó, và cái hốc gió tản nhiệt của máy cũng khá là lớn, nó nằm ở đây nha các bạn. Đây. Hút gió tản nhiệt chính nằm đây, và đây là nơi hút gió cho là cái ổ cứng nè các bạn. Ổ cứng nè, vì đây là ổ cứng SSD tốc độ rất là nhanh nha. Cho nên là cần phải có một nơi hút gió tản nhiệt riêng nha các bạn. Rồi, hai dãy cao su để chống trơn trượt nè, và những cái con ốc mà khi mà chúng ta gắn vô cái bề mặt đây. Đó, mặt đề ha, Dell Latitude 7480. Rồi, chúng ta hãy cùng xem vào cái phía bên trong của máy nha các bạn. Và chúng ta cùng test luôn là các chức năng của con máy này ha. Thì màn hình của con máy này là 14 inch nha. Độ phân giải là 2K. Đó, và có cảm ứng luôn nha các bạn. Đây, các bạn thấy đó, mình đang thao tác nè. Và để trước tiên là chúng ta hãy cùng xem về cái cấu hình của con máy này trước nha. Đây, cấu hình của máy i5-7300U. Đó, đây mình quay lại gần để các bạn thấy rõ hơn nha. i5-7300U nè, RAM là 8GB và có thể nâng cấp được nha, tối đa là 32GB RAM, rất là thoải mái luôn. Và SSD là 256GB, đây chuẩn là VMe luôn nè các bạn. Đây ha. Rồi, Wi-Fi 2 băng tần có thể bắt được là 2.4 và 5G luôn nha, 2.4 5G luôn ha. GPU của máy là HD Graphics 620 nha các bạn. Đó, đối với cái GPU như thế này và cái con CPU thì chúng ta đã có thể là sử dụng tất cả những tác vụ về văn phòng rất là mượt mà và thoải mái rồi nha các bạn. Ngoài ra có thể sử dụng thêm là những cái phần mềm để hỗ trợ về mặt văn phòng như là AutoCAD, Corel, Photoshop hoặc là AI các bạn. Hỗ trợ về mặt văn phòng nha các bạn, chứ không phải là chuyên sâu ha. Rồi, chúng ta hãy cùng test. Đây, chúng ta hãy cùng test cái chức năng của con máy này. Đầu tiên là test mic nè, test bàn phím nè. Đó,
mình quay test như thế này để giống như là anh Phong cũng đang ở đây và xem trực tiếp mình test con máy này luôn nha. Và sau khi test con máy này xong thì sẽ dán tem niêm phong lại, ký tên để chắc chắn là mình test con này mình gửi con này và không phải là test con này mà gửi con khác nha các bạn. Đó, rồi. Micro nè. Kiểm tra webcam nè. Micro đây các bạn. Alo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Các bạn thấy không? Bắt rất là nhạy luôn, từ âm thấp cho đến âm cao, rất là nhạy luôn ha. Giải băng tần rất là rộng nha các bạn. Rồi, về webcam đây các bạn. Ở đây webcam. Đó, mình đang ở tiệm này các bạn, mình đang quay nè. Đây chính là cái điện thoại mình đang quay ha. Rồi, ở đây. Và xin chân thành là cảm ơn anh Phong đã tin tưởng và ủng hộ em nha. Và cũng như là tất cả những vị khách vừa qua đã tin tưởng và ủng hộ Phan Đạt Vlog nha các bạn. Rồi, ở đây là về bàn phím nè các bạn. Chúng ta hãy cùng xem nè. Đó, bàn phím của con máy này, độ đàn hồi của nó khá là tốt nha các bạn. Không quá sâu mà cũng không quá nông, cho chúng ta một cái cảm giác đánh phím là cực kỳ tốt luôn. Đây. Đó, những cái phím màu xanh như thế này nè anh Phong, thì chúng ta nên nhấn giữ phím FN nha các anh. Đó, giữ phím FN đây. Đó, rồi. Tiếp bên đây nữa. Rồi. Đầy đủ hết nha. Rồi, chuột trái, chuột phải, chuột trái, chuột phải, cũng như là chúng ta có thể sử dụng được touchpad đa điểm nha. Touchpad đa điểm như thế nào? Là chúng ta sử dụng chuột trái nè, trên đây nè. Đó. Anh thấy ở trên đây ha. Anh nhìn kỹ nè và các bạn cũng nhìn kỹ nha. Sau khi mình nhấn nè là trên đây nó sẽ nhảy nè. Các bạn thấy chuột phải nè. Đó. Đây. Chuột phải nè. Các bạn thấy không? Chuột phải ra liền ha. Chỉ là hai ngón lên ngón tay lên cái bạn touchpad như thế này. Hai ngón là thành chuột phải nè, một ngón là chuột trái nè. Đó, rất là tiện lợi ha. Rồi, anh Phong có hỏi mình cái này là cái nút gì thì xin thưa với anh và với tất cả các bạn luôn. Đây chính là nút checkpoint nha. Và hai cái phím đây chính là chuột trái và chuột phải dùng cho nút checkpoint này. Thì cái tay người nước ngoài người ta khá là lớn, người ta sử dụng trên đây rất là dễ ha. Và tay người Việt mình cũng là nhỏ hơn nha các bạn, cho nên là sử dụng cũng khá là khó. Và khi mà chúng ta đè một lực lên trên đây và chúng ta di chuyển nè, là con chuột nó cũng di chuyển theo nè. Đó, rồi. Về test loa thì mình sẽ mở một cái trang là đây, Phan Đạt Vlog nè các bạn. Mình sẽ mở cái kênh YouTube của mình lên nha, để tránh vi phạm bản quyền nha. Rồi. Vâng, xin chào tất cả bạn. Chào mừng tất cả bạn đến với bật loa lớn lên. Và hôm nay nhân tiện là mình quay test một con máy để gửi đến một anh các bạn thấy không? Vị khách loa ở Bến Tre nha các bạn. Tốt. Đây thì mình sẵn là mình quay và mình đăng lên chúng ta có thể nghe được tất cả các bạn cùng thấy được là mà chúng ta đàm thoại nè, thế nào ha, mà chúng ta nói chuyện của con máy này như thế nào nha các bạn. Rồi, và những cái gì mà khách nhắn tin với mình nha các bạn, và mình không hiểu được nỗi lòng. Rồi, ở đây mình xin được phép dừng cái loa lại nha. Và chúng ta tiếp tục là tiến hành test các cổng USB nè. Đây, mời các bạn cùng xem. Thì đây chính là cổng USB nha. Mình cắm vô lỗ thứ nhất nè. Đó, máy đã nhận rồi nha. Máy báo lên các bạn. Đây, để mình lấy ra nè, cắm thử USB này nha. Đây, đã nhận rồi nha. Đó, rồi chúng ta sẽ thử cổng tiếp theo, chính là cổng hai cổng ở bên đây. Thì máy này có thể có khả năng là cắm tới 4 cổng USB luôn nha các bạn. 4 cổng USB khá là nhiều ha, phục vụ cho chúng ta như là cắm chuột nè, cắm các cổng kết nối nè, cắm sạc chẳng hạn, sạc được cho thiết bị khác chẳng hạn các bạn, chứ còn sạc của đeo thì nó đã nằm ở đây rồi nha các bạn. Rồi, rồi chúng ta thử test thêm cái cổng trên đây nữa. Đó, các bạn thấy, nhận rồi nha, rút ra nè. Và chúng ta hãy cùng kiểm tra là cái cổng USB Type-C nè các bạn. USB Type-C nằm đây. Thì đây là sẽ thông qua một cái đầu chuyển cho nên sẽ chậm hơn những cái cổng kia một chút xíu nha các bạn. Nhưng mà dữ liệu chép, sao chép cũng khá là nhanh nha. Đó. Rồi, ở đây. Mình sẽ dán tem và niêm phong con máy này lại nha các bạn. Đó, cũng như là ký tên và chụp hình cái tem đó và gửi đến anh Phong. Khi anh Phong nhận con máy này, anh Phong kiểm tra cái tem xem có đúng hay không
đúng như hình ảnh mà mình đã gửi hay không ha. Kiểm tra máy xem có đúng như video mình quay không nha các bạn. Thì đây đó, và kiểm tra cấu hình là có đúng hay không ha. Thì đây chính là có một cái màn dán nè các bạn đó. Thì cái màn dán này màn dán bảo vệ nha, chúng ta có thể là lột ra nhưng mà mình khuyên là không nên, cứ để vậy đi ha. Rồi chúng ta dừng dán tem lại nè. Rồi hôm nay là ngày đầu tháng nha các bạn, ngày 1 tháng 12, bảo hành 3 tháng nè các bạn đó, tháng 12 3 tháng đó. Rồi mình sẽ ký tên lên đây, sau đó là chụp hình cái này lại nha các bạn. Rồi đây đó, và mình sẽ gửi cái hình ảnh này đến anh Phong nha. Và khi mà anh Phong nhận được máy, anh Phong cứ kiểm tra ha, kiểm tra thoải mái, và sau đó là có thể là thanh toán cho shipper nha anh. Rồi ở đây xin chân thành là cảm ơn anh Phong thêm một lần nữa, và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và ủng hộ Phan Đạt Vlog thời gian qua nha các bạn. Rồi cảm ơn bạn đã quan tâm và theo dõi. Nếu bạn nào cần những chiếc laptop này có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nha, 0984997374, hoặc đến trực tiếp cửa hàng 101 Nguyễn Thái Sơn, phường 4, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha. Cảm ơn bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo. Vâng, xin chào.